Chào anh ạ, em là bảo vệ ở đây. Xe của anh đỗ sai quy định rồi anh ạ. Anh vui lòng đỗ gọn lại giúp em ạ, em cảm ơn. Cái gì cơ? Mày bảo tao đỗ sai á? Mày bảo tao phải đỗ dịch xe bên kia á? Dạ vâng ạ, anh đỗ như này thì xe khác không vào được ạ. Mày bị điên à? Đây là xe của tao, tao đỗ như nào ấy là việc của tao. Mày biết xe của tao là xe vàng, xe bạc, xe cả tỷ đồng không? Lấn bãi một chút thì sao hả? Em biết là xe của anh có giá trị lớn, nhưng mà bãi đỗ xe có quy định riêng chứ anh. Anh đỗ xe như này thì xe khác không vào được ạ. Rồi rồi, tao không cần biết nhá. Tao chỉ cần biết ấy, cái xe này là của tao. Mà mày ấy, biết tao là ai không? Tao là Trung Doe, giàu nhất cả cái khu phố này. Mày có tin tao bảo ông quản lý đuổi thằng cổ mày không? Cút đi. Anh Trung. Anh làm cái gì vậy? Chai nước đấy là của mày à? Tao cũng tưởng dành cho chó chứ. Thôi, chịu khó ra kia mua chai nước khác mà uống nhá. Anh quá đáng quá à? Thôi. Cái gì? Mày bảo tao quá đáng á? Này, tao nói cho mày biết này, đấy là hiện thực, mày hiểu không? Tao giàu có tiền, có quyền, tao muốn làm gì chả được. Còn mày ý, chỉ là một thằng bảo vệ quèn mà dám lên mặt dạy đời tao á? Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi đấy. Cậu Toan, chai nước bẩn thế kia rồi cậu vẫn định uống à? Để tôi mua cậu chai khác nhá. Không sao đâu anh ạ, chai nước bẩn tôi rửa qua là sạch. Còn hơn một số người bẩn tính, rửa mãi không sạch được. Anh có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không? Thôi, chuyện công việc ấy mà anh. Mà có phải những người lao động như tôi thì luôn bị coi thường và khinh bỉ phải không? Cậu làm sao đấy? Tôi đi làm ở nhiều nơi rồi, nhưng chỉ có anh là coi tôi như con người thôi. Những người có tên mà tôi từng gặp, họ đều khinh thường những người làm bảo vệ như tôi. Họ khinh bỉ chúng tôi, coi chúng tôi là không đủ đẳng cấp để mà nói chuyện với họ. Nhưng tôi cũng là con người mà. Tôi cũng tự kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay này mà không dựa dẫm vào ai cả. Cậu đừng suy nghĩ như thế. Xã hội này ấy, bây giờ nó là như thế. Người ta coi trọng đồng tiền hơn tình cảm con người. Nhưng mà cậu yên tâm, cuộc sống vẫn còn những người tốt và trách nhiệm, nhưng họ luôn tồn tại và giúp đỡ những người khác. Tôi hiểu rồi ạ. Được rồi, cố gắng lên nhá. Chào anh. Anh đỗ xe sai quy định rồi ạ. Im mồm. Mày là ai mà đòi dễ khôn tao? Ông đã muốn để xe ở đây thì bố mày cũng không cản được nhá. Lùi ra. Ra lấy xe đi, nhà bao việc nào.
Đâu đây? Rồi rồi rồi. Ô, ông anh đây có chuyện gì mà bực mình đấy? Để ông nhìn xem. Cái thằng ngu nào đỗ xe như này, tôi lấy xe ra bằng mắt à? Ở đây, thằng nào ngu thật đấy, đỗ xe như này, chắn hết lối đi của người ta ra làm sao được nhở? Đấy, tôi nói thật với ông nhá, có tiền mua xe, không có tiền mua ý thức gì cả. Đỗ xe ở đây, trời khan cám à? Ảnh hưởng đến cả người khác. Ý thức kém thật đấy. À, tôi bảo ông anh này, như này ông anh vác cái gậy ra, ông anh quạc cho xe nó một đường. Mấy cái thằng ý thức kém như này ấy, thì phải phá xe nó mới chừa được. Thôi, tôi không dám đâu. Camera đầy ra như này này. Mà cái thằng ngu nào đỗ xe ở đây, cho đỗ xe thì đầy ra. Chắc nó muốn chọc tức tôi đây mà. Tôi mà gặp thằng chủ xe ở đây à, tôi bắt cổ nó luôn. À, tôi thấy xung quanh đây mấy cái chỗ đỗ xe cũng đầy hết rồi, kín hết chỗ rồi. Chắc là người ta đỗ tạm, kiểu xe máy đỗ tạm ấy mà. Giống là giống thế nào được. Riêng xe máy á, tôi nhích phát là đi qua luôn. Con này ô tô tôi nhích kiểu gì? Alo. Vâng, em đây ạ. Vâng, em đang lấy xe đón sếp đây ạ. Sếp thông cảm, tắc đường quá. Dạ vâng ạ, em đến luôn đây ạ. Giới ạ, giờ còn phải đi đón sếp nữa. Má đã bảo vệ đâu rồi? Để cho người ta đỗ xe ngu như này, tôi phải lên ban quản lý báo cáo đuổi việc bảo vệ mới được. Thôi anh ở đây nhá, tôi xin phép về trước. Này anh kia. Sao đây? Này, mày đùa với tao đúng không? Hả? Mày đỗ xe ở đây rồi mày còn giả vờ với tao à? Anh đừng có lên mặt với tôi. Nói cho anh biết đấy, người đỗ xe thiếu ý thức chính là anh. Một mình cái xe anh đỗ hết hai chỗ như này thì tôi chỉ còn cách là đỗ đây thôi. Xe của tao cả tỷ bạc, tao thích đỗ ở đâu là việc của tao. Xe của cậu có giá trị, thế xe của người khác thì không có giá trị à? Nói cho cậu biết, trên đời này ấy, có nhiều người tài giỏi hơn cậu rất nhiều, nhưng mà người ta không hành xử thiếu văn minh như cậu. Cậu ỷ lại bản thân có tiền nên đi coi thường người khác. Cậu muốn dành một chỗ đỗ xe tốt, nhưng mà khi bản thân chịu thiệt lại coi đấy là điều bất công. Tôi nói cho cậu biết, một việc làm thiếu suy nghĩ của cậu gây ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Cậu toàn là bảo vệ ở đây, nhiệm vụ của cậu ấy là hướng dẫn mọi người đỗ xe theo quy định. Thế mà cậu lại đi khinh thường và sỉ nhục cậu ấy, cậu mới chính là người đáng khinh đấy. Anh nói năng kiểu gì đấy hả? Anh có tin tôi gặp ban quản lý yêu cầu đuổi cổ thằng bảo vệ kia với cả cấm cửa anh ở đây không? Cậu cứ việc, nhưng mà tôi nghĩ ấy, quản lý ở đây không vì mấy lời bẩn thỉu của anh mà cư xử sai đâu. Anh biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì tôi chính là giám đốc ở đây. Cái gì? Từ bây giờ tôi không hoan nghênh anh đến đỗ xe ở đây. Vì cái thái độ của anh ấy,